Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về hạ thứ 25 của Đức Phật ở tỉnh Xá Kỳ Viên. Thì qua cái câu chuyện mà ngài Phú Lô Nam, ngài sẵn sàng hy sinh thân mạng để hoằng pháp lợi sanh, thì nhưng chúng tôi có trình bày đối với người Phật tử chúng ta, nhất là hàng Phật tử xuất gia, chúng ta có cái bổn phận hoằng dương chánh pháp để làm lợi lạc cho chúng sanh. Và đối với các Phật tử tại gia, chúng ta cũng phải nên biết nhân duyên, lý do tại sao mà chúng ta tin Phật, cũng như là những cái lợi ích thiết thực của Đạo Phật. Nhờ những cái sự hiểu biết đó đó, thì chúng ta mới giữ vững cái tâm niệm của mình, mới giữ vững cái niềm tin chân chánh của mình đối với Đạo Phật. Chứ bằng không, nếu chúng ta không có hiểu biết chánh pháp, không hiểu được những cái lợi lạc khi mình tu tập á, và nhất là nếu không có cái kinh nghiệm tu tập tâm linh của mình, nên khi mà gặp tà ma ngoại đạo, họ dụ dỗ, họ ép uống, thì chúng ta rất dễ dàng bị thối thất, rất dễ dàng bị lôi cuốn. Nên như kỳ trước chúng tôi trình bày đó, chúng ta theo Đạo Phật là chúng ta được cái lợi lạc đầu tiên nhất là có cái tinh thần phóng khoáng, không có bị gò bó, không bị ép uống, không bị những bất cứ giáo điều nào nhồi nhét. Mình theo Đạo Phật với chánh tín, có niềm tin chân chánh, theo Đạo Phật, hành trì theo lời Phật dạy, cũng giống như là mình theo cái la bàn, cái bản đồ, để mình đạt đến cái mục đích giải thoát thanh tịnh an lạc, cũng như là mình dùng thuốc để trị tâm bệnh mình, tâm bệnh tham sân si vân vân của mình, thì như vậy tâm mình nó sẽ nhẹ nhàng thanh thản. Nên đối với Đạo Phật là tuyệt đối không có cái việc mà tẩy não nhồi sọ để mà nô lệ hóa tư tưởng con người, biến con người thành tù nhân để sai khiến. Đạo Phật không bao giờ chủ trương những cái tư tưởng đó, mà lúc nào cũng khuyến khích hàng Phật tử là phải tu học, rồi phải tìm tòi, suy gẫm, rồi lúc đó nếu thấy đúng, nếu thấy được lợi lạc cho mình, cho người, nếu thấy hay muốn nghe các vị thánh, các vị hiền đức tán thán, thì mình hành trì theo như bài kinh Kailama mà chúng ta đã học. Cho nên với cái tinh thần phóng khoáng đó đó, với cái tinh thần mà tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác, tôn trọng cái sự lựa chọn người khác á, nên Đạo Phật lúc nào cũng mở rộng vòng tay để đón tiếp bất cứ người nào, bất cứ chúng sanh nào quay trở về với Đạo Phật, với cái đạo giác ngộ, chứ không có dùng những cái mưu mô xảo nguyệt, dùng cách này cách nọ để dụ dẫn, hoặc là để chèn ép, hoặc là dùng những cái cách như là cưới hỏi để mà ép uống người khác theo đạo mình, hoặc là nhồi nhét tư tưởng, nô lệ hóa cái tư tưởng người khác. Mà Đức Phật ngài đều nhắc chúng ta nhớ là văn tư tu. Văn là nghe ngài, nghe những giáo pháp của ngài trước, rồi tư là tìm tòi suy nghĩ coi những giáo pháp thế nào, rồi tu là hành trì. Nếu thực sự thích hợp với cuộc sống của mình,
thích hợp với căn cơ trình độ của mình. Và nếu cảm nhận thấy những điều đó là thiết thực, lợi lạc thì mình hành trì, cũng như hành thiền quán. Như chúng tôi thường trình bày đó, càng ngày có rất là nhiều người Mỹ, người Tây Phương, họ hành trì thiền quán theo đạo Phật. Chúng tôi sẽ nói cái phần đó sau này. Chúng ta thấy rằng là họ không phải tin mù, tin đại, hay cuồng tín, hay mê tín, mà trước khi tin, trước khi hành, họ có ra những cái bài báo, những bài viết hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn bài viết theo khoa học để chứng minh cái sự lợi lạc của việc hành thiền quán. Thì nhờ đó, bất cứ ai mà muốn hành thiền quán theo đạo Phật dựa vào những cái bài báo khoa học đó, có những dẫn chứng thiết thực, thì họ mới theo, họ mới hành theo, mới làm theo. Thì trở lại đó, chúng ta thấy đó, với cái tinh thần phóng khoáng, tinh thần mà tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng người khác, chúng ta đến với đạo Phật một cách tự nguyện, cách phát tâm. Như chúng tôi trình bày, mình làm bất cứ chuyện gì với sự phát tâm của mình, với sự tự nguyện của mình, với cái tâm hoan hỷ của mình, thì mình làm nó lâu, nó dài, nó bền. Càng làm chúng ta càng thích bất cứ điều gì, bất cứ nghề nghiệp gì, bất cứ gặp ai, tiếp xúc với ai, nếu mà mình làm với cái tâm hoan hỷ, với cái sự thích thú trong đó, tự phát tâm mình trong đó đó, thì mình sẽ làm lâu dài hơn là bị ép uổng, bị dụ dẫn, hay là bị chèn ép, hay bị nhồi nhét, nhồi sọ, vân vân. Kế đến, chúng tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa. Khi mà chúng ta quy tam bảo rồi, chúng ta có điểm tựa tâm linh rồi, quy Phật đấng giác ngộ, quy Pháp là giáo pháp thanh tịnh lành thiện mà Đức Phật Ngài đã thuyết ra qua cái kinh nghiệm thực tu thực chứng của Ngài, để lại những giáo lý lành thiện thanh tịnh giải thoát đó. Đó chính là pháp của Phật, để chúng ta nếu có hành trì, chúng ta sẽ cũng được như Phật. Đó là pháp và tăng, là đoàn thể tăng già thanh tịnh, hành trì theo lời Phật dạy, giữ nghiền mối của đạo Phật ở trên thế gian này. Khi mình có điểm tựa tâm linh với tam bảo vững vàng rồi, thì mình không có còn sợ hãi bất cứ những thần linh nào cả. Đó là điều thứ hai. Đối với chúng ta đó ha, khi xưa con người lúc mà còn ăn lông ở lỗ, khi thấy những cái hiện tượng thiên nhiên như sấm chớp, như cầu vồng, hay như là như lũ lụt, hay những cái thiên tai hoạn nạn, thì vì mình không có hiểu được cái sự vận hành tự nhiên của vũ trụ cũng như là của trái đất, nên con người khi xưa đó mới nghĩ rằng có một ông thần nào đó hoặc nhiều ông thần nào đó, ông thần sấm sét, ông thần nước, thần biển, thần gió, vân vân. Cứ mỗi cái hiện tượng thiên nhiên là mình gán ghép cho một vị thần nào đó. Khi họ hiền lành thì không có chuyện gì, còn khi họ hung dữ hay tức giận thì sẽ có những cái hiện tượng thiên nhiên nó xảy ra, như động đất, như bão tố, vân vân. Nhưng bây giờ càng ngày khoa học càng tiến bộ thì càng giải thích được những cái hiện tượng tự nhiên đó, không có phải như hồi xưa, và thấy rõ không có một ông thần nào mà cầm cái cán cân của vũ trụ, hay là tạo ra những cái sấm sét đó, tạo ra những sự động đất đó,
tạo ra những dòng bão đó, mà tất cả đều là những cái hiện tượng thiên nhiên tự nhiên của việc mà thành trụ hoại không của tất cả mọi vật trong vũ trụ. Cả chính bản thân chúng ta cũng vậy, cũng phải trải qua bốn giai đoạn sanh già bệnh chết, thì những hiện tượng thiên nhiên trên quả đất này hay là vũ trụ này đó cũng phải trải qua những cái giai đoạn đó, thành trụ hoại không. Thành là hình thành, trụ là trụ một thời gian, hoại là tan hoại, từ từ tan hoại, không là đều trở về cát bụi. Cũng giống như là khi xưa chúng ta đến cái vùng đất này chỉ là đất đai, mà giờ chúng ta dựng lên ngôi chùa, bây giờ có thể ngôi chùa này có thể là trụ một thời gian, có thể 1.000 năm, 2.000 năm gì đó đó, nhưng mà trước sau gì cũng không còn ở đây. Thì tất cả đều phải chịu theo cái định lực vô thường, mà định lực đó không có ông chúa, ông trời nào, ông thần nào chế lập ra, tạo lập ra cả. Tất cả đều tùy theo cái nghiệp lực, tùy theo nhân duyên của mình, đó là biệt nghiệp của mình, cũng như là công nghiệp chung của những người hay những chúng sanh mình sống chung trong quả đất này hay một cái hành tinh khác, vân vân. Nên đạo Phật là đạo của trí huệ, cũng giống như khoa học, dùng cái sự sáng suốt, dùng cái trí huệ để soi thấu, thẩm thấu cái vấn đề, chứ không phải gá cho những cái hiện tượng thiên nhiên đó là do một ông thần, ông chúa, ông thần linh nào tạo ra. Tất cả đều do duyên hợp, và ngay cả thân của chúng ta cũng từ ngũ uẩn hợp thành, mà chúng ta đã học rồi đó, sắc thọ tưởng hành thức, rồi những cái việc chúng ta làm bây giờ cũng đều từ theo cái hành động cử chỉ lời nói, và nhất là cái tâm tưởng mình, và nhìn chung quanh tất cả mọi vật mà mình có hôm nay, từ cái bàn, cái ghế, cái đèn, cái chiếu, chiếc xe vân vân, là do con người tạo ra, do cái thành quả, do trí óc, do sự sáng chế của con người tạo ra, chứ không có một đấng thần linh nào, không một ông chúa nào, ông trời nào mà tạo ra cả. Tất cả từ bàn tay, khối óc của con người tạo ra. Và cũng đương nhiên, bất cứ việc gì mà mình tạo ra, nó cũng phải theo cái định luật vô thường, sanh trụ dị diệt. Sanh là sanh lên một thời gian, giống như là những hãng xưởng họ chế ra chiếc xe, hay là cái máy laptop, computer, hay là cell phone, đó là sanh, nó tạo ra những cái món đồ, món vật đó. Sanh trụ, trụ một thời gian, mình có thể dùng cái laptop này, cái computer này một thời gian, dị để sự thay đổi, nó bị hư, hư cái motherboard, hư cái chip vân vân, rồi diệt là nó sẽ hư, hư hoại luôn. Bất cứ cái vật nào có hình thức, hình tướng, đều phải chịu theo cái định luật vô thường đó, chứ không phải là cho một ông trời, ông chúa, ông thần linh nào tạo ra được hết. Nên đó là cái việc mà xảy ra theo cái định luật tự nhiên của vũ trụ. Nên nếu mà mình không có hiểu điều đó, mình chỉ gán ghép đổ thừa cho một ông chúa, ông trời, ông thần linh nào tạo ra mình, rồi những ông chúa, ông trời đó, nếu mình nghĩ rằng họ tạo ra thì tại sao họ cũng tạo ra những sự đau khổ của mình, những đau khổ cho mình, dẫu mình có sự cầu nguyện những đấng thần linh đó, những ông chúa đó, thì tại sao những cái thiên tai hoạn nạn hay tai nạn, kiếp nạn vân vân không có dừng, và ngay cả chiến tranh là do ai, là do con người tranh chấp với nhau, hung dữ với nhau, sân hận với nhau, hãm hại với nhau, tranh chấp quyền lợi, tranh chấp tiền tài của cải, tranh chấp đất đai vân vân, nên mới tạo ra những cái chiến tranh đó.
Nên nếu mà mình có cách nhìn sáng suốt, cũng giống như các nhà khoa học gia, không có một cái đấng thần linh nào, không một ông chúa nào mà tạo ra những cái điều đó, thì vì do cái nghiệp lực của chúng ta tạo ra thôi. Nên trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật này có dạy đó, nếu mà chúng ta có những việc nghiệp lành thiện thì chúng ta sẽ sống chung với những người có cộng nghiệp lành thiện gần như chúng ta, rồi trong một cộng đồng đó, một xã hội đó, một xứ sở đó có nhiều người có những cái cộng nghiệp chung thiện lành, lành thiện á, thì sẽ thấy những cái điềm lành. Còn ngược lại có người tạo ra những cái biệt nghiệp xấu, giết hại, trộm cướp, vân vân, rồi sống chung với những cái người mà có những biệt nghiệp như vậy đó, thì mới có những cái hiện tượng là thiên tai hoạn nạn, những điềm xấu, điềm gở xảy ra. Thì khoan nói những cái điều đó, lấy ví dụ như nếu mà mình có tâm xấu ác thì chắc chắn mình không có muốn gần với người hiền lành, mà nếu mình có gần những người hiền lành mình cũng hại họ, cũng tạo nghiệp. Rồi đương nhiên nếu mình ở gần những cái người xấu ác tạo nghiệp xấu như mình thì đương nhiên mình thích hơn. Nên ngoài đời người ta nói có câu là ngu tầm ngu, mã tầm mã, là tâm tưởng mình sao mình sẽ hướng đến những người giống như mình, gần giống như mình. Giả sử như người mà thích uống rượu thì sẽ tìm những người thích rượu chè, những người cờ bạc cũng vậy, thích tìm những người cờ bạc, những người hút chích cũng vậy, thích tìm những người hút chích làm bạn để mà họ vui với nhau, họ hút chích cờ bạc với nhau. Còn Phật tử chúng ta, vì chúng ta mến đạo cho nên chúng ta đương nhiên không thể nào mà đến những sòng bạc, không thể nào mà đến những cái quán rượu, quán bar đó. Mình thích đến chùa, mình thích tìm những người bạn đạo hiền lành, hiền từ gần như mình, những người xấu ác mình không dám gần. Và dẫu mình có gần họ cũng chán, họ cũng bỏ đi, không có hợp với tần số của mình, không hợp với tâm thức của mình. Mình cũng vậy và họ cũng vậy. Nên đó chính là cái biệt nghiệp riêng của mình và cộng nghiệp chung với những người có những cái duyên nghiệp lành thiện tương đương với mình, thì chắc chắn là mình có tạo những cái nghiệp lành thiện thì những người chung quanh đó họ cũng tạo nghiệp lành thiện. Nên nếu chúng ta đến bất cứ chỗ nào, chúng ta cũng cảm nhận được cũng có những cái từ trường khác nhau. Đến chùa có từ trường nhẹ nhàng thanh thản, người nhiều khi họ không có biết tại sao mà đến chùa cảm nhận được cái sự thanh thản, lòng an nhàn, lòng nhẹ nhàng như vậy, không phải tự nhiên, vì đó là cái từ trường do những vị xuất gia, những cư sĩ tại gia thường ở chùa đó tu tập hay đến đó tu tập. Cho nên cái từ trường lành thiện đó, từ trường thanh tịnh, thanh thản đó, lúc nào nó cũng hiện hữu. Nên khi mà có bất cứ ai họ tới, họ ngồi đó thì cũng cảm nhận được cái từ trường đó. Còn ngược lại, giả sử như mình đến một cái chỗ nào, những cái chỗ mà họ đánh boxing chẳng hạn, đấu vật chẳng hạn, vân vân, thì mình sẽ cảm nhận được từ trường tranh chấp, từ trường nó đánh đấm, vân vân. Cho nên mỗi chỗ mỗi nơi có những từ trường khác nhau, chợ búa cũng vậy, trường học cũng vậy, công chỗ mà văn phòng làm việc cũng vậy, bất cứ chỗ nào đều có những cái từ trường khác nhau. Nhưng chỉ có đến chùa, đến những chỗ nơi đạo tràng tu tập thanh tịnh thì mình sẽ cảm nhận được cái lòng mình sẽ thanh tịnh, thanh thản, vì chỗ nơi đó là chư tăng, chư ni, Phật tử đã tu tập hay đang tu tập, tâm được thanh tịnh, thanh thản, mình sẽ hưởng được những từ trường như vậy. Đó không phải do một ông trời, ông chúa nào tạo ra, mà do con người tạo ra, do tâm tưởng con người tạo ra. Nên lý do tại sao mà đạo Phật phủ nhận sự ban phước giáng họa
của bất cứ ông chúa nào, ông thần linh nào đối với cuộc sống con người. Cuộc sống con người là do con người quyết định, là do duyên nghiệp của con người đưa đẩy. Duyên nghiệp đây cũng vậy, cũng không phải là ai tạo ra cái duyên nghiệp đó cho chính mình, mà chính mình tạo ra những duyên nghiệp đó. Cũng giống như là tầm nhà thơ vậy. Lấy ví dụ như trong tâm tưởng mình hiền lành thì đương nhiên mình sẽ nói những lời hiền lành, sẽ có những cử chỉ hành động lành thiện. Mình giúp đỡ người khác khi mình thấy những người khác họ khổ, họ đau, họ thiếu thốn, họ thiếu ăn, thiếu mặc, như những người homeless, vì cái tình thương khởi trong cái tâm của mình. Cho nên mình mới có cái hành động, cử chỉ là mình lấy thức ăn của mình, nước uống của mình, áo quần của mình đi mua, rồi mình chia sẻ với họ vì tâm tưởng hiền lành, tâm tưởng thương xót họ. Còn ngược lại, nếu mà mình có tâm tưởng xấu xa, mình sẽ hãm hại họ, thì mình biết là nếu mình tạo nghiệp lành thiện thì mình sẽ được cái quả báo lành thiện, và ngược lại cũng vậy. Nên đó là lý do tại sao mà Đức Phật Ngài luôn lúc nào cũng nhắc chúng ta tâm bình, thế giới bình. Nếu tâm mình bình yên, tâm mình thanh thản an lạc thì mình nhìn cái gì cũng thanh thản an lạc hết. Còn tâm mình nó bạo động, tâm mình phiền não, tâm mình bực tức, bực dọc thì nhìn cái gì cũng cảm thấy bực tức, bực dọc hết. Nên mình phải biết đó là tất cả do tâm mình mà ra, chứ không phải do một ông chúa, ông thần linh nào tạo ra cả. Nên khi hiểu được như vậy đó, thì mình biết được chính mình là cái nhân tố quan trọng để quyết định cho cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình có hướng thượng hay không, cuộc đời của mình bị sa ngã hay không, cuộc đời của mình có muốn giàu có danh vọng địa vị hay không, là do chính mình quyết định. Đương nhiên trong đó cũng có những nhân tố phụ hỗ trợ, cộng thêm cái nghiệp lực của mình. Có người thì làm ít nhưng hưởng nhiều, có người làm nhiều hưởng ít, có người có được cái sự hỗ trợ của nhiều người, có người có được sự hỗ trợ ít người, vân vân. Mỗi người mỗi duyên phước. Nhưng mà chính mình là nhân tố quan trọng trên hết. Một đứa bé học sinh đi học, nếu mà được phước báo nhiều, có cha mẹ giàu có tiền tài của cải, có danh vọng địa vị, nhưng nếu bé đó nếu không chịu học thì dẫu cha mẹ có quyền thế gì đi nữa, có tiền bạc của cải đi nữa, cũng không thể nào giúp được đứa bé đó ăn học tới nơi đến chốn. Nếu không có muốn, đứa bé đó không có muốn mà ăn học. Chính bản thân đứa bé muốn tiến thân, muốn học hành, muốn có kiến thức thì mới học được. Nên mình phải hiểu là tất cả từ do chính mình. Những người khác chỉ hỗ trợ mình, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, vân vân, là hỗ trợ mình thôi. Chứ mình là nhân tố chính quyết định cho cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình muốn giàu sang sung sướng, muốn quyền cao chức trọng, hay muốn tâm bình an, bình thản, muốn tự do tự tại, vân vân, đều tự do mình mà ra. Nên điều này là chúng ta thấy rất là quan trọng để cho chính bản thân mỗi Phật tử chúng ta phải có niềm tự tin cho chính bản thân mình. Nên Đức Phật Ngài dạy đó, ngay cả cái quả vị Phật Ngài cũng khuyến khích chúng ta nữa, nói là ta đà Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ngài luôn lúc nào cũng muốn chúng sanh bằng Ngài, chứ không phải thua Ngài, phải hầu hạ Ngài, phải làm tôi tớ cho Ngài, mà Ngài muốn tất cả chúng sanh, dẫu là con gián, con rít, đừng nói chỉ con người, cũng muốn tất cả họ đều thành Phật như Ngài. Nên đó mới là lòng đồng thể đại bi. Không có một ông trời, một ông chúa nào mà có cái quyền ban phước giáng họa cho mình. Chính mình mới ban phước giáng họa cho mình. Chính mình tạo nghiệp xấu
nghiệp thiện vân vân, thì mình cũng sẽ bị những nghiệp xấu, nghiệp lành thiện đó nó chi phối. Và những người khác là họ hỗ trợ mình, nếu mình hỗ trợ họ nhiều thì sẽ họ hỗ trợ mình nhiều, nếu mình hỗ trợ họ ít, mình có thiện duyên ít với họ thì họ sẽ hỗ trợ ít đối với mình, vân vân. Nên khi chúng ta hiểu rõ được như vậy đó, thì mình biết được chính mình là đấng thần linh, đấng Chúa Trời tạo ra cho cuộc sống của mình, chứ không phải có ông Chúa nào, ông Trời nào, ông thần linh nào bên ngoài tạo ra mình hết tất cả. Họ không có quyền năng gì cả. Họ cũng chỉ như con người chúng ta. Họ có những cái phước báo hơn mình thôi. Chứ còn cái tâm tham, tâm sân, tâm ganh ghét đố kỵ của họ vẫn còn đầy dẫy. Cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng chỉ có Đức Phật là mới có cái đủ trí huệ nhìn được như vậy, thẩm thấu được như vậy. Thì chúng ta mới tự tin hơn, chứ không phải là khi mình làm lỗi gì đó mình đổ thừa đó là do người khác tạo ra, người khác kích thích mình chứ không phải mình. Hoặc là khi mình làm lỗi xong mình xin tội là hết, không phải mình có tạo nghiệp gì, ăn cướp ăn trộm thì phải chịu cái quả báo tù tội, chứ không có ông Chúa ông Trời nào cứu mình ra được hết, chỉ tự mình cứu mình. Rồi khi mình tạo nghiệp lành thiện cũng vậy, mình cũng được hưởng những cái phước báo đó. Khi hiểu được như vậy đó, thì mình mới thấy rằng mình là chủ nhân ông cuộc đời của mình, không phải hiện đời mà trong những đời tương lai nữa. Không có một ông Chúa, ông thần linh nào có quyền ban phước giáng họa cho mình, định đoạt cái cuộc đời của mình. Nếu mình có nghĩ như vậy là mình không có tự tin cho mình, không có biết mình là ai. Mình chỉ đổ thừa những cái lỗi của mình cho những ông Chúa, ông Trời đó, hoặc là mình đổ thừa những cái lỗi lầm của mình vì những người khác, chứ không có nhìn nhận được mình có cái khả năng để chuyển hóa chính mình. Mình không có khả năng để định đoạt cái vận mệnh của mình. Thì trong cuộc sống hàng ngày, dù bất cứ tin vào cái tôn giáo nào, thì chúng ta thấy điều đó rất là thiết thực. Từ một em bé lúc nhỏ còn gia đình, rồi khi học, đi học bậc tiểu học, trung học, đại học, thì lúc chưa trưởng thành thì phải nhờ cái sự hướng dẫn dạy dỗ của thầy cô giáo. Nhưng khi đã thành danh thành tài rồi, có bằng tiến sĩ vân vân, thì có đủ khả năng để lo cho mình, lo cho gia đình mình, lo cho cộng đồng, lo cho xã hội, chứ không phải cho vì một cái đấng thần linh nào mà có quyền ban phước giáng họa cho mình cả. Nên khi hiểu được như vậy đó, mình mới thấy Đạo Phật dạy con người phát triển hết tất cả tài năng của mình. Và đương nhiên đối với vấn đề học thức bên ngoài đời, chúng ta thấy ai cũng có khả năng có bằng tiến sĩ hết, nhưng mà có thể là vì nghiệp duyên, nghèo khổ, hay là bị bệnh tật, hay bị bận rộn công an việc làm, hay bận rộn gia đình vân vân, nên không có khả năng đó thôi. Như các em nhỏ ở những xứ nghèo, vì không có đủ điều kiện tiến thân, nên không có được đi học đầy đàng hoàng như những cái xứ Tây phương, những cái xứ có cái nền văn minh phát triển, nền văn hóa phát triển như ở Mỹ, ở Tây phương. Nhưng mà khi các em qua đi được rồi thì sẽ phát triển hết tất cả tài năng, học ra tiến sĩ, học ra bác sĩ, kỹ sư vân vân. Nên đó là thấy rõ, chứng minh rõ là con người chúng ta ai cũng có cái khả năng để mà thành danh thành tài, đó là ở ngoài đời. Và như nãy tôi trình bày, Đức Phật ngài thấy rõ cái potential của
con người chúng ta là có đủ khả năng để thành Phật, có đủ khả năng để giác ngộ như Ngài. Nên lúc nào này cũng khuyến khích chúng ta phải có cái niềm tự tin vào chính mình, phải làm chủ nhân ông của cuộc đời mình. Muốn làm chủ nhân ông cuộc đời mình thì phải làm chủ cái tâm tưởng của mình. Người mà làm chủ tâm tưởng của mình thì mình sẽ không bị những cái cảnh ngoài nó chi phối. Nên chúng ta thường nghe câu là thắng vạn quân không bằng thắng chính mình. Thắng 10.000 quân lính, 10.000 người bên ngoài không bằng thắng chính mình, thắng những cái tình cảm, thắng cái tâm tưởng của mình. Nên đó là theo truyền thống Á Đông, theo cái tư tưởng của Đạo Phật. Chỉ khi mình thắng chính mình, chỉ khi mình điều phục được tâm của mình, thì bất cứ điều gì xảy ra, mình cũng đều vững vàng hết, mình cũng không có bị vọng động hết. Thì trở lại đó, để chứng minh rằng là không có một cái đấng thần linh nào, không có ông chúa nào mà tạo ra vạn vật, thì Đức Phật với cái huệ nhãn của Ngài, Ngài dạy chúng ta là ngay cả trong một cái núi Tu Di, trong vũ trụ này, trong tam thiên đại thiên thế giới này, núi Tu Di nằm trong đó, mà trong một cái núi Tu Di thôi đó, khoan nói là những cái núi khác là có biết bao nhiêu chúng sanh trong đó. Như theo Đạo Phật á, thì đây chúng tôi xin phân tích lại để vị thấy rõ, hiểu rõ là ngay cả những cái vị tạm gọi là chư thiên cũng chịu định luật vô thường nó chi phối. Đây là theo cách nhìn của Đạo Phật. Đây con người, đây là cảnh giới con người. Chúng ta có thể sống theo Đạo Phật nhìn á, từ 10 tuổi đến 84.000 tuổi, rồi đến trời Tứ Thiên Vương là 500 năm cái lifespan á, cái tuổi thọ mạng sống của họ là 500 năm, một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương á, 50 năm ở cõi người thì tổng cộng là khoảng 9 triệu năm, cái là cái lifespan, cái thọ mạng cũng chư thiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương á là 9 triệu năm, chứ không phải như con người chỉ có bây giờ đó 80, 90, 100, 120 vân vân. Đến cõi trời thứ 33 là cái tuổi thọ của họ là 36 triệu năm. Rồi cõi trời Dạ Ma là 144 triệu năm. Cõi trời Đâu Xuất 576 triệu năm. Chúng tôi có trình bày cõi trời Đâu Xuất có nội viện Đâu Xuất và ngoại viện Đâu Xuất. Ngoại viện Đâu Xuất thì cũng giống chư thiên á, cũng giống như những chư thiên khác, họ chỉ lo hưởng thụ, lo hưởng phước. Nhưng mà nội viện Đâu Xuất á, có các vị nhất gọi là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, là còn một đời nữa sẽ thiện thành Phật. Như khi xưa Phật Thích Ca Ngài cũng thiện trên cung đời Đâu Xuất trước khi Ngài xuống cõi Ta Bà này để thành Phật, và bây giờ Ngài Di Lặc cũng vậy, Ngài cũng đang thiện ở cõi nội viện Đâu Xuất, mà thọ mạng 576 triệu năm. Ngài đang giảng thuyết kinh điển hay duy thức học cho chư Thánh Tăng, chư Đại Bồ Tát, rồi sau này Ngài sẽ xuống đây thị hiện ở Hội Long Hoa mà thành Phật Di Lặc ở cổ đời này. Rồi đến những cõi trời khác nữa tăng lên từ từ. Thì chúng ta thấy những cõi trời này, khoan nói cõi trời mà gần nhất chúng ta đó là cõi trời Tứ Thiên Vương là 9 triệu năm rồi. Chư thiên có cái thọ mạng như vậy thì đối với mình rất là dài, rất là lâu. Nhưng mà đối với chư thiên những cảnh trời khác á, như cảnh trời dục giới, đây cũng có những vị mà sống một đại kiếp
một đà kíp là khoảng chừng 1.44 hay 1.32 tỷ năm theo cách tính toán theo cái tính toán theo cái thọ mạng của con người đó, theo năm của con người đó, nếu mình chia đó là 1 tỷ 32 năm theo cái tính toán của con người ha, thọ mạng con người đó, rồi lên nữa một đó là một đại kiếp rồi, rồi những chư thiên đó là những chư thiên trong cõi trời sắc giới thôi, rồi hai đại kiếp, bốn đại kiếp thì tăng lên, rồi có những chư thiên ở trên những cõi trời rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng xứ vân vân, đó là cõi trời vô sắc giới. Họ sống 60.000 đại kiếp hay là 84.000 đại kiếp nhân cho 1.32 tỷ năm thì chúng ta thấy là họ sống lâu như thế nào. Nhưng theo cách nhìn đạo Phật, dẫu họ sống lâu dài như vậy, một ngày nào đó họ cũng phải sanh qua những cõi khác khi cái thọ mạng của họ nó đã chấm dứt. Cũng giống như chúng ta, khi thọ mạng con người chúng ta đã chấm dứt thì mình sẽ qua đời sau, qua những cái cõi khác, hoặc là sanh trở lại cõi người, hoặc là sanh lên những cõi trời vân vân. Thì trong kinh điển Đức Phật Ngài cũng có nói, có đề cập đến có những vị đại phẩm thiên vương, họ sống hàng triệu, hàng tỷ năm, nhưng rồi họ nghĩ rằng là họ là những ông trời tạo ra những chúng sanh, nhưng khi mà gặp Phật, Ngài chỉ họ, Ngài dạy cho họ thì họ biết quy ngưỡng vào Tam Bảo, như vua trời Đà Phạm. Sau khi mà Phật thành đạo xong, thành Phật á, ông ta xuống mà thỉnh pháp, thỉnh Đức Phật chuyển bánh xe pháp đó. Còn rất là nhiều chư thiên trong lúc Đức Phật còn tại thế đó cũng thường xuyên xuống thỉnh pháp. Nên chúng ta thấy đó, theo cách nhìn của đạo Phật, nhất là theo cái trí huệ của Đức Phật, thì các vị thiên vương, đại phạm thiên vương vân vân, thì vì họ nghĩ rằng họ sống lâu, sống dài, hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hàng triệu năm, hàng tỷ năm, rồi những chúng sanh mà đến gọi là sanh sau qua cái cõi họ đó, họ nghĩ rằng họ tạo ra như tha hóa tự tại thiên vương vân vân, họ nghĩ rằng họ tạo ra những chúng sanh đó, nên họ nghĩ rằng là họ như là ông chúa, ông trời, mà thực sự họ chỉ cai quản, họ chỉ có cái duyên ở những cõi đó, những xứ đó, những cái cảnh trời đó mà thôi. Nếu mà họ không có còn phước báo thì họ sẽ đi sanh qua cõi khác. Nên trong kinh điển cũng có đề cập đến vua trời Đế Thích thỉnh thoảng cũng xuống thỉnh Phật thuyết pháp, rồi cũng có những câu chuyện, có những bài kinh vua trời Đế Thích cũng thỉnh Phật làm cách nào để mà ông ta được hưởng cái phước báo trên cung trời, tầng trời thứ 33 đó. Thì đương nhiên Đức Phật cũng dạy ông ta những cái cách mà bố thí, những cách mà làm phước. Thì chư thiên đa số là thích tạo công đức, tạo phước báo, nhờ công đức phước báo đó mà họ mới được hưởng những phước báo của những cõi trời. Nên họ rất là thích nghe Đức Phật thuyết pháp, họ thường xuống đây để nghe Phật giảng kinh thuyết pháp cũng như hộ trì Tam Bảo. Đương nhiên cũng có những vị Phật tử đã từng làm người ở cõi này, ở từng tu tập ở cõi người, nhưng nhờ những phước báo công đức họ tạo ra khi còn sanh tiền, khi còn làm người ở cõi người này, nên họ mới sanh lên những cõi trời. Rồi khi mà họ sanh cõi trời, họ có cái thọ mạng lâu dài, thì nếu mà họ có duyên gặp Phật, họ sẽ xuống thỉnh Phật thuyết pháp. Nếu họ có duyên với những vị thánh tăng, họ sẽ xuống mà thỉnh pháp với các vị thánh tăng vân vân.
Cho nên trong Đạo Phật, Đức Phật Ngài cũng có đề cập đến có Thiên Long Bát Bộ, rồi Long Thần Hộ Pháp, đó là chính những vị Phật tử khi xưa lúc còn làm cõi người, ở cõi người, hoặc là ngay cả chính bây giờ nhờ họ có công đức, họ hộ trì Tam Bảo, nên họ cũng giữ được cái công đức phước báo ở những cõi trời đó. Nhưng cái điểm chính mà Đức Phật Ngài thường nhấn mạnh, bất cứ truyền thống Phật giáo nào, dẫu Nam Tông hay Bắc Tông, Đức Phật Ngài đều nhấn mạnh rằng là chư Phật trong quá khứ, chư Phật trong hiện tại cũng như chư Phật trong tương lai đều thị hiện ở cõi người để thành Phật, chứ không có thị hiện trên những cõi trời, không có thị hiện ở những cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà thành Phật. Thì chắc quý vị biết không, chư Phật lúc nào là cũng theo trung đạo. Con người chúng ta, ở con người chúng ta có hưởng những cái phước báo lành thiện của mình, nhưng cũng phải chịu những quả báo xấu do mình đã từng tạo trong những đời trước. Nghĩa là có lúc mình hưởng phước, có lúc mình chịu quả báo, chịu nghiệp báo. Còn chư thiên thì đa phần nhờ công đức phước báo mà họ tạo trong quá khứ, cho nên họ đa phần là hưởng phước nhiều. Khi hưởng phước thì chắc chắn họ không có nghĩ đến cái việc mà tu tập. Còn loài vật, dẫu là loài vật ở trên đất, trên hư không hay dưới nước, hay trong đất, vân vân, họ đa phần là sống về việc mà sinh tồn mà thôi. Cá lớn nuốt cá bé, loài lớn ăn nuốt loài nhỏ, chứ họ không có được cái nhân duyên mà tu tập như mình. Nên tóm tắt lại, lý do chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai thiện của người để thành Phật, là vì của người là vừa hưởng phước mà phải vừa chịu những cái sự khổ đau do những cái phước báo, phước duyên hay nghiệp xấu mình đã tạo trong quá khứ, chứ không có thể hiện trên những cõi người, xin lỗi, cõi trời hay là những cõi súc sanh, ngạ quỷ, vân vân, vì họ quá khổ thì chỉ tối ngày lo việc ăn nuốt người khác, chúng sanh khác, lo vấn đề survival, là sự sinh tồn mà thôi. Nên luôn lúc nào Đức Phật cũng đề cập đến cõi người hay được cái phước báo làm người là rất là hy hữu, nên chúng ta phải trân quý cái thời gian mà chúng ta làm người. Chúng ta phải biết chính mình mới quyết định cái phận mạng cho mình, chứ không có một ông chúa, ông thần linh nào toàn quyền quyết định. Nếu họ có toàn quyết định là mình không phải mình nữa, mình hoàn toàn lệ thuộc, mình hoàn toàn mình nô lệ cho những đấng thần linh đó. Nên Đức Phật Ngài thiện của đời này để nhắc chúng ta nhớ, mình phải nắm lại, lấy lại cái quyền tự quyết cho chính bản thân của mình, cho cuộc đời của mình, cho vận mạng của mình. Mình phải tự chủ, mình phải làm chủ cái mạng sống của mình, làm chủ cái tâm tưởng của mình. Có được như vậy đó, mình mới có niềm tự tin là mình làm bất cứ chuyện gì. Nhất là những cái vị mà lãnh đạo, bất cứ lãnh đạo trong nhà, trong gia đình, trong cộng đồng, trong xã hội, hay là trong tiệm, trong công sở, vân vân, những cái người lãnh đạo đó là phải có niềm tự tin thì mới lãnh đạo được những người đằng sau họ. Còn nếu mà họ không có niềm tự tin chính họ thì không thể nào có ai tin họ được. Chính bản thân họ phải tin họ có những khả năng thế này, khả năng thế nọ, thì họ mới hướng dẫn hay dẫn dắt được những người khác. Còn nếu mà họ không có cái niềm tin chính họ thì không thể nào mà có ai tin được họ. Nên điều đó là điều rất là rõ ràng. Nên tóm tắt lại đó, theo cách nhìn của Đạo Phật hay là cái huệ nhãn của Phật á, những vị Phạm Thiên, chư Phật Đại Phạm Thiên Vương, của bất cứ cái cõi trời nào, họ cũng chỉ là phàm phu như chúng ta. Cái khác biệt là họ có phước báo, phước duyên nhiều hơn mình, vì họ thích bố thí.
mà thôi, chứ họ không có cái quyền sanh sát, quyền ban phước giáng họa cho mình. Chỉ có chính mình mới ban phước giáng họa cho mình, chỉ có mình mới có cái quyền tạo nghiệp lành, tạo nghiệp xấu cho mình. Cho nên khi hiểu rõ được như vậy đó, nó rất là thiết thực đối với cuộc sống, là con người mình, nếu khoan nói việc tâm linh, con người nếu mà có cái ý chí tiến thủ về tiền bạc của cải, danh vọng, địa vị gì đó, họ sẽ làm bất cứ mọi cách để đạt đến cái mục đích đó. Còn nếu mà không có niềm tự tin chính mình thì dẫu là về tâm linh, hay dẫu làm ăn buôn bán, hay trong bất cứ mọi ngành nghề nào, thì mình không thể nào mà mình làm thành công thành tựu được. Rồi thôi, đã hết giờ rồi, chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Kỳ sau chúng tôi sẽ đề cập đến những cái sự lợi lạc của việc mà mình tin theo Phật, mình hành trì theo lời Phật dạy, mình nhận thức được, chấp nhận được mình chính là chủ nhân ông của cuộc đời mình, là chủ nhân ông của tâm tưởng của mình, chứ không có một ông chúa nào, một ông trời nào, ông thần linh nào có quyền quyết định cho cuộc đời của mình. Dạ thôi, chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Xin chào quý vị, gặp quý vị sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.